Xin mến chào tất cả các bạn. Và hôm nay thì một bạn là học viên của khóa học kết cấu bê tông cốt thép dân dụng nhà online thì có hỏi mình một câu hỏi. Thì mình nghĩ cái vấn đề này mình cũng nên chia sẻ với các bạn để một số bạn làm thiết kế đó có thêm một chút cái giải pháp để các bạn làm cho nó tốt công việc của mình. Ok, chào em. Và bây giờ bạn hỏi như sau. Ad cho em hỏi vấn đề này với ạ. Em có làm cái nhà dân mà ban công nó vươn ra dài quá, em sợ yếu, ad cho em vài giải pháp không ạ? Thì bạn gửi cái hình thế này. Đó, tức là cái này bạn thấy nó dài quá thì bạn cũng ngại, bạn sợ. Thì bạn hỏi là có một số giải pháp này hay không. Thì bây giờ mình xin chia sẻ với các bạn. Ok, thì giải pháp áp dụng cho cái này thì nó cũng có rất nhiều giải pháp. Tuy nhiên ở đây mình xin chia sẻ với các bạn hai giải pháp cũng đơn giản nhưng mà rất là hiệu quả. Rồi, thì đây mình phát cái 3D ra cho dễ hình dung nha. Rồi, ok, thì cái nhà của bạn mặt định thế này đúng không? Rồi, thì á bây giờ á, nếu như mà bạn làm trường hợp này thì thường á đây là tầng 2 đúng không? Thì tầng 3 nó cũng có tương tự như vậy, kiểu như vậy đúng không? Thế thì chúng ta hãy cái một cái trụ vô đây, được chưa? Cái một cái trụ vô đây, ok, rồi. Mục đích cái hai cái bổ trụ này vào để làm gì? Để nó sẽ tạo ra một cái khối cứng giữa cái ban công phía dưới và ban công phía trên, được chưa? Để nó chịu lực cùng với nhau và đồng thời là hai cái này giữ lại thì buộc thế là cái ban công phía trên và ban công phía dưới nó phải chuyển vị. Giả sử nó có võng đi chăng nữa thì nó sẽ chuyển vị giống nhau. Thằng này xuống 2 cm thì thằng này cũng xuống 2 cm, ví dụ như vậy. Thì lúc đó tường á, được chưa, cái biến dạng tường nó nhỏ và nó sẽ gây ra hiện tượng nứt tường thì cũng có thể xử lý được bằng những cái biện pháp thi công. Có nghĩa là chúng ta có thể đục ra và chúng ta trám lại đến khi mà hai cái này nó sẽ võng bằng nhau thì cái độ nứt nó sẽ rất là nhỏ. Như vậy giải pháp đầu tiên là chúng ta có thể cái bổ trụ những hình bạn này, bằng cái trụ màu vàng này vào đây, được chưa? Rồi cái này cấu tạo thôi, 200 x 200 hoặc là 150 x 150 hoặc là 100 x 200 gì cũng được, dùng 4 phi 12 hoặc là 2 phi 12 gì đó tùy các bạn. Rồi đó là cái thứ nhất. Trường hợp nữa, nếu như mà vẫn không đảm bảo thì chúng ta làm như sau. Thì các bạn để ý này, ví dụ đây là cái tầng 1 đúng không? Thì phía trước này nè, thường thường nó lõm vào á, thì chỗ này á là nó có cái cửa đi thế này đúng không? Đó, ví dụ đây là cửa đi, mình vẽ cửa đi nha. Rồi cửa đi thế này thì trên này nó sẽ có cái gì? Trên này sẽ có lăng tô, được chưa? Thế này trường hợp á mà các bạn làm không được á thì các bạn có làm cách nào khác không? Thì ví dụ trường hợp mà nó vươn ra nhiều quá thì một số bạn sẽ nghĩ tới hai cách. Cách đầu tiên á là các bạn vẽ thêm một, nếu mà cho phép thì chúng ta sẽ vẽ từ đây qua, được chưa? Chúng ta đấu luôn cái dòng này. Nhưng mà trường hợp này á thì hai cái dòng sát bên thì nó gần nhau thì nó nhìn nó kỳ quá, được chưa? Nó khó thi công và thực chất ra nhìn nó không có ra cái hệ thống gì hết. Cho nên cái này giải pháp này là thất bại, được chưa? Đó, cho nên là cái này là không chơi. Đó, ví dụ như vậy. Nếu trường hợp mà nó có cái dầm gần gần đây, thì chúng ta cũng có thể kéo vào thì cũng được, được chưa? Thì một số bạn mà thấy có một số ý kiến
là nói rằng là hãy đưa cái thép của cái đưa cái thép của cái dầm này vào cao vào trong sàn. Thì câu trả lời của mình là không nên, bởi vì đưa như thế á, thì cái băng công nó võng xuống á, là cái sàn nặng nứt đó, được chưa? Cái sàn nặng võng lên nó nứt đó các bạn, cho nên là mình không có chơi gì đó, tức là không có câu thép vừa dầm vô trong sàn, được chưa? Đừng có neo sau vào. Thay vì thế chúng ta có giải pháp nào hay không? Thì chúng ta có giải pháp chứ sao không được. Thì ngay chỗ này nè, thì cái này là cái gì, cái dù gì chúng ta đổ cứng luôn, thì sau này á chúng ta đổ cứng cái dầm lăn tô này luôn cho cửa, được chưa? Dầm lăn tô nè, thì sau đó chúng ta sẽ có thể cau cái kỳ thép của cái nghĩa là chúng ta làm một cái trụ thẳng xuống ngay chỗ vị trí cái dầm ban công đó. Đó, chúng ta liên kết với lại cái dầm lăn tô, được chưa? Và chúng ta cho thép của dầm ban công này neo xuống cái bộ trụ này, được chưa? Đó, ví dụ như vậy, đó là một giải pháp. Rồi vậy đảm bảo các bạn là nó cứng đó, được chưa? Nó sẽ đảm bảo được. Và tương tự như vậy, cái dưới này thì trên này chúng ta cũng làm luôn, bởi vì nó đâu có tốn kém gì nhiều đâu luôn. Rồi thì trên này cũng có cửa mà, đúng không? Làm luôn thế này, sau đó xây tường lại cứng ngắt, được chưa? Đó là hai giải pháp mình muốn chia sẻ với các bạn, thì chúng ta sẽ tùy theo phương án chúng ta làm cho nó hợp lý. Như vậy, đầu tiên các bạn quất cho mình hai bố trụ này thấy có nè. Sau đó nếu như mà đồ võng nó vẫn không thỏa nữa, khi mà mô hình trong 78 á, chúng ta gắn bố trụ rồi, được chưa, mà cái nó vẫn không thỏa, thì chúng ta có thể một giải pháp nữa là chúng ta làm cái lên tô này nè, 200 x 200, ví dụ như vậy. Sau đó chúng ta mới đưa luôn cái bố trụ, một cái đoạn trụ nhỏ nhỏ từ cái dầm ban công này nè, kéo xuống vô lên tô này cũng được, được chưa? Nếu như mà nó vẫn không thỏa, nó yếu quá, thì tăng kích cỡ dầm lên tô lên, quất dầm lên tô cao lên chút nữa là nó cứng à, được chưa? Cho dầm lên tô á bằng cái dầm trên này luôn, thì cũng đâu có tốn kém gì đâu, chúng ta giải quyết được bài toán này. Thì với trường hợp này thì cái bài toán cái dầm ban công có thể vươn ra rất là dài, được chưa? Đó, nhưng mà đặc biệt là chỗ này phải neo nối thật là chắc chắn, được chưa? Để đảm bảo được là cái liên kết này là liên kết cứng. Rồi, thì đó là một số cái giải pháp mình chia sẻ với các bạn trong trường hợp này. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn và chúc các bạn thành công trong công việc, hạnh phúc bên gia đình và vui vẻ.